cái tài chính mà dưới 200 triệu. Những cái mẫu xe tiền nào cũng có, giá nào cũng có, nhưng nhỏ gọn 2016 mâm đúc, giá chỉ là 75 triệu mới mày ha, kẹp da bò. Đời 2010 190 triệu, giá tiền vừa phải như động cơ máy dầu. Đây, xuất sắc luôn ha. Bên em đang bán là 210 triệu. Nếu anh chị nào mua, em sẽ bán cho anh chị 200 triệu, 7 chỗ ngồi, giá tiền cực kỳ rẻ luôn. Số tự động, cửa nóc đầy đủ hết. Đây, mời anh chị vô trong này. Hello, chào cô chú anh chị. Chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe ha. Thì với cái tài chính mà dưới 200 triệu hoặc là trên 200 triệu xíu thì mình sẽ chọn lại xe nào, và cái mẫu xe nào mà nó dạng như là 4 hoặc 7 chỗ mà tiết kiệm nhiên liệu để đi trong gia đình ha. Hoặc là anh chị muốn tập lái đó, che mưa che nắng chở con đi học mà tài chính vừa phải, thì đây em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình những cái mẫu xe mà dưới 200 triệu để anh chị mình xem tham khảo coi là có thể là lấy về đi gia đình được hay không ha. Thì xe thì rất là nhiều và đa dạng chủng loại, tiền nào cũng có, giá nào cũng có, nhưng hôm nay chỉ có là tiêu đề chỉ có là dưới 200 triệu thôi ha. Thì ví dụ như cái chiếc xanh kia thì anh chị thấy không, nhỏ gọn cực kỳ đẹp và ấn tượng ha. Đó là một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Mỹ, là thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Spark, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị mà có thể là đi gia đình ha, vợ chạy được, chồng chạy cũng được, che nắng che mưa mà form dáng thì nói chung là rất là đẹp. Máy của dòng này là chỉ có là 1 chấm thôi, cho nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này chỉ có rơi vào khoảng là 6 lít trên 100 cây thôi ha. Đời anh chị 2016 rất là cao, và giá tiền thì bên em đang bán là 169 triệu, có thương lượng nhẹ cho anh chị ha. Một cái nước sơn màu xanh tuyệt vời. Đây, cho anh chị xem bên trong. Đây. Nha, vô lăng. Trang bị là có màn hình, có cam gie, có cam hành trình, đầy đủ hết ha. Đó, này những cái anh chị nào mua về ha, đi về đi gia đình thì tuyệt vời. Này này, copy đẹp. Xe thì keo chỉ thì nguyên zin. Đó là những cái mẫu xe mà anh chị đáng cân nhắc ha, về đi gia đình. Và 5 chỗ ngồi thì ngồi phía sau như thế nào? Dòng xe hatchback này thì nói chung là ngồi cũng thoải mái ha. Ngồi cũng rất là thoải mái, gia đình mà trẻ mới cưới, ví dụ như hai vợ chồng, hai đứa con thì mua chiếc này về mình đi ha. Trong thời gian khoảng chừng 1 năm 2 năm nếu có điều kiện, có đủ kinh tế, có thể là lên Pháp Anh chọn cho mình một cái mẫu xe khác thì Pháp Anh sẽ thu lại và đổi cho anh chị một chiếc xe cao cấp hơn, đẹp hơn ha. Này, form dáng nè. Nói chung là cái nước sơn thì bóng bẩy. Và mâm thì sẽ là mâm đúc. Mâm đúc ha. 4 cái vỏ còn rất là mới nè. Nước sơn tôn mỏng tinh luôn ha. Anh ghi là chung cư Tân Mai 900 Hương Lộ. Đó là một chiếc xe Chevrolet Spark đời 2016 và giá là 169 triệu ha. Rồi, bây giờ mời anh chị tiếp theo đi theo em cho anh chị xem những cái mẫu xe tiếp theo. Giá tiền vừa phải phù hợp ha. Là đến từ Hàn Quốc đi. Hàn Quốc thì đây em có một cái chiếc Hyundai. Đây là một dòng xe cũng là hatchback nhỏ gọn, biển số 60 Đồng Nai luôn ha. Đây là một cái dòng xe Hyundai Getz nha, đời 2010. Đó, và giá chỉ là 175 triệu, đời 2010. Cũng là dòng xe 5 chỗ ngồi và máy cũng là 1.1 thôi. Cho nên là những cái dòng này cũng tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Mâm thì cũng là sửa là mâm đúc nè. Vỏ xe thì cũng còn dày nè. Nước sơn thì nước sơn màu bạc ha. Anh chị nhìn cái mình thùng nè, rất là thẳng. Thẳng tưng luôn ha. Đây, về phía đuôi xe Hyundai Getz đời 2010. Và em cũng nói thêm là những cái dòng xe đăng kiểm kỳ này là những cái dòng xe đời thấp này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm nha. Rất là vui khi có cái chỉ thị mới bây giờ ra. Thì bây giờ mời anh chị vô sâu bên trong. Đó, nguyên một bộ ghế da thì là mới may ha. Đẹp, da bò.
Trần thì vẫn là trần nỉ rin và sàn thì sàn 5D, lót 5D. Còn bên trên khoang lái. Bên trên khoang lái thì sử dụng là coi như hộp số sàn 5 cấp nè. Hộp số sàn đây. Vô lăng. Trợ lực. Và đầu thì chưa có lên màn hình ha. Thì anh chị nào mua chiếc xe này, em sẽ tặng cho anh chị một cái màn hình 9 inch và một camera xe, một cam hành trình ha, cho chiếc xe này. Đó, tặng cho anh chị riêng cái phần đó là cùng hết là khoảng chừng 3-4 triệu rồi. Đó, anh chị nào mà thích thì chọn chiếc này, em sẽ tặng cho cái màn hình Hyundai Getz đời 2010, giá là 175 triệu, có thương lượng nhẹ ra lọc cho anh chị ha, về để anh chị chạy cho nó yên tâm. Biển số thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha, anh chị các tỉnh chỉ có về là nhập đúng biển số của mình. Và thứ hai, máy móc bên em sẽ là bảo hành cho anh chị trong vòng 2-3 tháng ha, trên chiếc xe này. Và nhưng những cái dòng xe Hyundai này thì em cũng nói thêm là máy móc rất là bền, và thứ hai đồ đạc thay thế rất là dễ ha, và rẻ trên thị trường bây giờ rất là tràn lan, có rất là nhiều. Cho nên là anh chị yên tâm dùng những chiếc xe này, tuy là đời thấp nhưng anh chị yên tâm ha, máy móc mình cứ bảo dưỡng kỹ là mình sẽ chạy xe bền. Đó là dòng Hyundai Getz. Rồi tiếp theo một mẫu xe nữa em muốn giới thiệu với anh chị, mời anh chị qua bên này. Rất là nhiều xe nhưng mà riêng hôm nay chỉ có là những chiếc xe giá tầm tiền vừa phải. Thì kế bên này có một chiếc xe màu đỏ, đây là một dòng Hyundai luôn đó, cũng là Hàn Quốc, cũng là i10 luôn, nhưng mà form này là form cũ nha anh chị nha, thì nhìn nó sẽ khác hơn là những cái form mới bây giờ. Form mới bây giờ thì nó, em nói sẽ đẹp hơn, còn form này nó cũ thì nó hơi xấu hơn ha. Biển số 68H 4 số luôn, Hyundai 10. Nước sơn thì màu đỏ. Xe này á là được có cái gì anh chị? Được trang bị là một cái hộp số tự động. Đó, anh chị nào mà muốn đi nhàn ha thì cái hộp số tự động này anh chị rất là lợi ha. Và thứ hai, màn hình cam gia đầy đủ hết. Vô lăng đó. Vô lăng ngọc mỡ rất đẹp luôn, có túi khí luôn, ghế bọc da đầy đủ hết. Xe này là đời 2009 nha anh chị nha, i10 2009, và bên em đang chào giá với bán là 190 triệu, đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 23 ha. 5 chỗ ngồi, kiến thì có kiến bấm đầy đủ hết ha. Mâm thì là mâm đúc. Đó, anh chị nào mà quan tâm những cái dòng xe mà con cóc nhỏ gọn che nắng che mưa, anh chị làm nhất là những cái sắp tới đây là cái mùa mưa tới rồi, đi nó rất là cực và khó khăn, thì cho nên chọn cho mình một chiếc xe đó, giá tiền vừa phải như thế này, về chở con đi học che nắng che mưa thì không còn gì bằng ha. Nhất là hoặc là đi làm ăn cũng vậy, đi vòng vòng mà đi làm ăn thì những chiếc xe này mang lại chúng ta là rất là lợi thế ha, không có bị sợ là trời mưa trời nắng bụi bặm. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái mẫu xe dòng sedan, nhưng mà đời cũng thấp luôn, nhưng mà có cái xe đẹp. Đây bên này Mazda. Mazda đây là một cái chiếc xe Mazda 323 đó, đời cổ nha, nhưng mà form dáng cũng còn khá là ấn tượng ha. Dành cho những anh chị nào mới có bằng lái, muốn tập ha, đó, mới có thi được cái bằng, đậu một cái bằng xong cái muốn tập lái cho nó nhuyễn, thì đây là một cái sự lựa chọn. Xe này thì đời 2003 nha anh chị nha, giá thì bên em đang bán là 135 triệu, máy 1.6. Và những cái dòng xe này máy 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có là khoảng là 7 lít thôi. Nhưng mà cái dòng Mazda thì cái thương hiệu nổi tiếng từ xưa đến giờ rồi. Cho nên là từ máy móc cho đến gầm bệ ha, hoặc là thùng bọng thì rất là cứng cáp. Đó, rất là dày và cứng cáp ha. Mâm thì là mâm đúc nè, vỏ xe thì anh chị thấy không, rất là dày. Cho anh chị xem cái nội thất thì anh chị mới thấy là tuy là đời cổ
nhưng mà chất lượng thì đây, tắp bi này, tắp bi nè, rất là liền lạc ha. Và trang bị bên trong là hộp số sàn và một cái màn hình cam gia đầy đủ. Nói chung là nghe nhạc giải trí là vi vu rồi. Những chiếc xe này thì em cũng nói luôn, anh chị cứ đến trực tiếp xem xe và trải nghiệm chạy thử coi có đúng không và có chất lượng như vậy không, thì lúc đó mình xuống tiền lấy về đi gia đình ha. 5 chỗ ngồi rộng rãi. Tại vì cái dòng này anh chị, đây là một cái dòng xe sedan cho nên là rất là dài, nó sẽ có là một cái cốp sau nữa ha, khi mình đi xe mình đựng đồ được. Và dòng này thì nó rộng rãi là cái ghế, hàng ghế thứ sau nè, hàng ghế thứ hai nè, đó rộng ha, khi mình đi chơi đi du lịch vẫn được. Và máy móc thì anh chị cứ yên tâm, bên em sẽ là bảo hành máy cho anh chị trong vòng 2 đến 3 tháng thì anh chị cứ yên tâm. Và từ cái gầm bệ ha cho đến máy bên em đã kiểm tra, và thứ hai là nhớt nước này kia em đã thay mới hoàn toàn, anh chị chỉ có việc về và đi thôi. Còn khi mà anh chị xài cái xe này trong một thời gian 1-2 năm, muốn nâng đời những cái xe đắt tiền hơn 500-600 triệu, 700-800 triệu, cứ lên em, bên em sẽ đổi cho anh chị những chiếc xe cao cấp hơn ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem tiếp những cái mẫu xe tiếp theo. Trong này anh chị ơi, có một chiếc xe này anh chị mua về vừa đi gia đình nè, vừa có thể là buôn bán chợ hàng, buôn bán được luôn. Đây chiếc này giá thì cũng vừa phải luôn, cũng khoảng chừng 130-140 gì đó thôi. Chiếc này nha, chiếc này rất lợi thế. Đây chiếc này, biển số 61. Cái xe này có gì đặc biệt anh chị? Nó là trang bị là động cơ máy dầu cực kỳ tiết kiệm dầu. Đó, khi mà anh chị mua về ha, đi buôn bán làm ăn á, thì nó lợi thế là có một cái thùng, có một cái thùng phía sau nè để mình chứa đồ ha. Đây ghê chưa, ghê chưa anh chị? Đó, thùng này luôn, két sắt luôn ha. Đây em mở cái. Đây. Xe này là trước đây là nó là thuộc cái dòng xe chở tiền nha anh chị nha. Cái trong này là một cái két sắt để chở tiền ha. Nhưng mà có cái là bây giờ anh chị mua về để đồ, chở đồ đó, xong khóa lại chả mất ha. Và được có cái là máy dầu nữa, tiết kiệm. Đây là dòng xe sang dông ha. Sang dông. Sang dông rộng rãi, bự, rất là to. Và xe này là nó là một cái dòng xe 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn nha, không hết niên hạn, chạy thoải mái, đến khi nào mà hết chạy được thì thôi. Đó. 5 chỗ ngồi, được thêm là máy dầu nữa, tiết kiệm dầu nữa, cho nên là đi mua bán làm ăn thì thoải mái. Trang bị là hộp số sàn và màn hình đầy đủ. Nay còn gì bằng, giá chỉ có là khoảng là 130-140 gì đó. Anh chị cứ liên hệ qua hai đầu số hotline 077-5522 hoặc là 0988-154 ha. Hoặc là anh chị đến tận nơi số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để được xem và trải nghiệm tất cả các dòng xe luôn. Đó. Anh chị thích xe nào có thể là lên xe là chạy thử thôi. Đó. Coi hợp với mình không là mình chốt liền ha. Rồi bây giờ mời anh chị tiếp theo. Rồi và cái bãi bên này ha, bãi bên này thì bên em sẽ có là hai chiếc. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem ha. Đây là chiếc đầu tiên, chiếc trắng này. Chiếc trắng này là cũng là Chevrolet Spark luôn. Xe này thì đời cũng cao, 2016. Đó, anh chị nào mà muốn chạy ráp ha, ở thành phố Hồ Chí Minh này muốn chạy ráp mà công việc mà nó thuận lợi thì đây là chiếc này có thể là vô ráp được. Giá tiền bên em đang bán là 210 triệu. Đó, 210 triệu ha. Nhưng mà cái tiêu đề hôm nay là chỉ có là dưới 200 triệu thì anh chị, thì cái xe này nếu anh chị nào mua, em sẽ bán cho anh chị với cái giá là 200 triệu. 200 triệu ha, không bớt nữa ha. Tại vì bớt đến 10 triệu rồi, cho nên là em nói là chỉ bớt đúng 200 triệu là anh chị chốt chiếc này. Xe này là một cái xe Spark bản đủ. Bản đủ thì nó sẽ có là gì anh chị? Mâm, đúc, rin theo xe. Đó, xi nhan gương và đèn đầy đủ hết. Đó là bản đủ ha. Rồi, bây giờ vô bên trong. Bây giờ cho anh chị vô bên trong. Đây nè, có mức giá nè. Đó, riêng hôm nay chơi chiếc này em lỡ quay rồi là cho là nó đúng 200 triệu, cho nên là bớt 10 triệu luôn.
2016 ha, giá 201. Bây giờ em sẽ bán cho anh chị 200. Đây anh chị nè, anh dàn ha, bên trên. Rồi phía sau. Về phía sau thì nó sẽ có một cái đuôi cá như vậy. Biển số 61. Bên em sẽ là bao rút hồ sơ nha. À, có cam che, có màn hình đầy đủ. Đây, mở luôn bên trong. 5 chỗ ngồi. Ghế thì ghế da zin theo xe. Trang bị là hộp số sàn ha, màn hình cam che, nói chung đầy đủ hết. Về chỉ có việc là đăng ký rep. Ngày kiếm 500-700 triệu gì đó, tùy anh chị chạy ha. Đó, anh chị chạy giỏi thì kiếm 1 triệu, mà chạy mệt mệt thì ít thì chạy kiếm 500. Này, bên trong nội thất ha. Và ghế thì ghế da zin nguyên bản. Này trời lớn, xe này sẽ trang bị là hai túi khí, máy lạnh này kia thì anh chị yên tâm ha. Những cái dòng xe du lịch thì máy lạnh thì khỏi bàn. À, lợi chưa anh chị? À, máy móc sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng 3 tháng. À, anh chị yên tâm. Và sau này chạy chán một thời gian, lên em đổi lên một chiếc cao cấp hơn. Ví dụ như chiếc này ha, cao cấp hơn. Rồi, đó, anh chị còn gì bằng. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị xem một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi. Giá tiền cực kỳ rẻ luôn. Mà xe thì trang bị là hộp số tự động, cửa nóc đầy đủ hết. Đây, mời anh chị vô trong này. Một chiếc xe phải nói với anh chị là đầy đủ tính năng. Cửa nóc có nè, trang bị hộp số tự động có nè. Và đặc biệt là 7 chỗ ngồi. Đây. Và giá chỉ có bao nhiêu anh chị? Chỉ có là 135 triệu, đời 2012. Đèn thì là vẫn là đèn bi. Biển số 43 bên em sẽ bao rút ha, anh chị yên tâm. Nước sơn màu trắng. Đây, cửa nóc đây. Cửa nóc này. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Thì không biết là anh chị biết là cái xe này xe gì không? Thì có thể là comment bên dưới ha, để cho mọi người cùng biết. Thì xe này cái thể tích á, máy là máy 1.9, là cho là máy 2 chấm, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng xe 7 chỗ thì thường đó là khoảng từ 8 đến 9 lít ha, tùy mình. Đây, mời anh chị vô trong. Còn cái xe này á, thì em nói là nó là một cái dòng xe Trung Quốc ha. Nhưng mà máy móc nè, gầm bệ nè, bên em kiểm tra hết rồi, nhớt nhau em sẽ thay hết rồi. Anh chị yên tâm, bên em vẫn bảo hành máy cho anh chị luôn. Và sẽ là coi như là anh chị chạy một thời gian đó, bên em sẽ bao quay đầu cho anh chị luôn. Nhìn thấy bên trong không? Rất là gọn gàng ha. Tuy là một cái xe Trung Quốc nhưng mà cái dòng xe này á, nó vẫn đạt chỉ tiêu ha. Đây nè, tấp bi này đẹp nè. 7 chỗ ngồi. Đây. Nói chung cái dòng này thì nó nhỏ thôi, cho nên là nó cũng hơi chật ha, chứ không phải là rộng rãi như người ta. Nhưng mà có cái là giá tiền vừa phải để gia đình mình đi chơi, đi du lịch cả gia đình ha, thì nó vừa túi tiền. Đây. Và mâm thì là mâm đúc 4 thắng địa. Đó, có 4 thắng địa luôn ha, mâm đúc 4 thắng địa luôn. Vỏ thì vỏ xe dày. Thì còn chần chờ gì nữa anh chị? Với 130 mấy triệu thì có thể là chọn chiếc này về đi một thời gian, 1-2 năm, mà thích thì lên đời đổi chiếc khác đó. Vậy là đơn giản, quá đơn giản ha, chứ không phải như ngày xưa có suy nghĩ là mua một chiếc xe về là coi như là xài suốt đời đó, hoặc là không bán được cho ai. Thì bây giờ cứ mua đi, mai mốt chán lên em sẽ thu lại cho anh chị ha. Xe này trang bị cửa nóc luôn nè, rất là đầy đủ ha. Nói chung là cứ lên Pháp Anh là sẽ có xe mang về đó. Hồi nãy đến giờ thì em giới thiệu khoảng chừng 6-7 chiếc rồi. Thì anh chị nào mà thích những cái dòng xe giá dưới 200 triệu thì hãy nhấc máy alo liền cho em qua hai đầu số hotline 077-5522 hoặc là 0988-154, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị những chiếc xe hợp tình hợp lý nhất. Thôi, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.